Truyền thông Mỹ đưa tin máy bay Trump Force One chở cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã hạ cánh xuống sân bay LaGuardia của thành phố New York. Ông Trump hiện đã đến tháp Trump để chuẩn bị cho phiên tòa truy tố ông, dự kiến diễn ra vào ngày hôm nay, ngày 4 tháng 4 tại Manhattan. Hôm 30 tháng 3, đại bồi thẩm đoàn quận Manhattan, New York đã quyết định truy tố ông Trump hơn 30 tội danh trong vụ chi trả $130,000 cho nữ diễn viên phim khiêu dâm Stormy Daniels trong những ngày cuối cùng vận động tranh cử năm 2016, để bà này không tố cáo mối quan hệ bất chính với ông hồi năm 2006. Việc trả tiền cho bà Daniels là hợp pháp, song công ty của ông Trump bị cáo buộc ghi khoản tiền này trong sổ sách là chi phí pháp lý. Đây là lần đầu tiên một cựu tổng thống Mỹ bị buộc tội hình sự. Trước đó, ông Trump đã nhiều lần phủ nhận hành vi sai trái trong vấn đề này và cáo buộc Đảng Dân Chủ nhắm mục tiêu chính trị vào ông. Người chủ trì phiên tòa là thẩm phán Grant Merkin của Tòa án Tối cao bang New York. Ông Merkin là người đã từng xét xử tập đoàn Trump Organization trước đây và được cho là đã quen thuộc với đội ngũ pháp lý của ông Trump.